ví dụ quay 3D quay mặt phá bỏ hết công việc này ra quay 3D cái xong em lên từ sáng phải không, mà tới chuyện 3-4 giờ mà lúc em lên là đã quay cái cảnh với chiến sĩ đánh nhau ngoài sân ngoài giường á, ngồi trong nhà mà nó đánh hoài cái xong cái không một cái sân cho 3D hả? Ừ, cho 3D là phát sáng này luôn. Đúng rồi, cái ngồi cái hai đứa ngồi cái bồn, hai đứa ngồi tự ở trong nhà là một cái nhà ngồi đây mình ra mày đó xa thôi mà nó đánh nhau á, cái mà nói bây giờ ngồi tiếng đồ này quay chậm nhiều lắm rồi nó tự nhiên nó xong rồi nó còn hết rồi anh chị hiểu không, băng ngồi trong này băng ngồi ra vậy mà em là bạn ngồi đây nha, nó đánh lộn gì mà đánh từ sáng tới giờ luôn vậy, quay chậm quá xong bây giờ còn có thế và sau đó là mấy mấy ngày thế nữa, một cái mấy thôi mà chị hiểu không, một cái tế là tiếng Anh là làm sao mở đâu ra mà còn cái mà thứ nhất là bà ngồi ở đây mà như bà không hề biết cái gì mà thế không, bên sau còn kẹp còn có thế nữa mà một thế là vậy nè, chứ không phải là đánh nhau mà một thế là có nghĩa là thủ vậy là xong đó. Mà bây giờ quanh nữa sao giá nữa hồi xưa Vinh ơi, rồi cái nhà này hay lắm, nó nhẹ nhàng Vinh phải đóng giá này anh chỉ biết riêng cho Vinh luôn đó, ngoài lên ra là không có ai đóng được hết, đúng rồi đứng trong phòng ngủ bán không nói rồi hay lắm, nó hay không bà thấy em nữa chứ hai tôi cười quá trời luôn, tôi đọc tôi cười tôi chết luôn, nhớ đi đúng giờ nha Vinh, nhớ đi tập đúng giờ tôi đứng lên ngon quá. Ủa bà Vân bà dạy tôi đâu cũng thấy trong kịch bản là dạy nào nó không nên chưa anh gửi chưa biết gì mà dạy hay lắm, tôi biết mà tôi biết cái anh kể biết rồi, xong rồi quay tới chiều là xong tuần. Hồi nay đi thôi, anh nhớ hồi nay đi thôi. Chết luôn á. Bữa bà nói gì vậy mà em không có mặt em lạnh tanh với mặt bà em kể gì đó. Bà giờ bà nói gì là mặt em lạnh tanh, em để cái chuyện xảy ra để em mới nghe thôi. Không. Sắp sửa lai xô nè, lai xô dân nào nè. Ấy mến. Chị này là hồi đầu đang viết cái live show của tôi với bà nè, bà thấy bà hơi sinh động rồi mà biết không, em trai của chị em nha chị, thôi tôi hỏi bà đó chị Đào nha, hay đâu bà Dân có đặt hàng hả? Không, có nghĩa là bà nói dạy mình nay nó học là tôi hỏi bà. Tôi hỏi bà, chị Đào thay mình chưa biết hả? Có nghĩa là hết tin tôi rồi. Anh ơi, dạ. Có mình không? Có mình là ai? Đó nè, đó rồi. Bố xong tới giờ nói đấy, chị kẹt. Có hết. Bờ tới cái gì em? Mình. Nghe cái chị mới có nhiều gì đó. Đúng rồi đó. Mẹ, rồi. Cái gì vậy? Trên này ta nắm trong tay á, anh đi lên chậu tặng mã nó được, người kinh quá. Đâu đi, anh chậu xưa tôi bỏ, mày anh chậu anh bỏ, mà Đào hỏi chồng mà không kêu, ông chậu với tôi á, đi vô kêu ông Đào đi, vô nhiều người vô nghe bà Đào nói chứ, ra hỏi ông có diễn kêu mạnh đạn chứ không, ra hỏi có ông có chuyện diễn không, mẹ không diễn ta đi, ta này ta diễn nè. Trên này ta nắm trong tay nè, chị Đào chậu đi đi kìa, rồi đi em. Không ra rồi, đi anh chờ em. Ôi dừng đi nha.